là một cái bảng so sánh phân biệt giữa Moto Niche này, Moto GT và Sotte. Các bạn quan sát. Đầu tiên chúng ta có Moto Niche, thứ hai là Ni Moto GT và ba là Ni Sotte. Thứ nhất là về cách kết hợp, chúng ta có thằng gì nhỉ? Thằng Moto Niche kết hợp với danh từ đúng không? Và đằng sau là trợ từ ô, không phải là trợ từ ni như hai thằng này nhá. Thằng này là sẽ là N1, xin lỗi, sẽ là N cộng Ni Moto GT, thằng này là N cộng Ni Sotte. Tiếp theo là khi dạng có dạng mệnh đề định ngữ thì thằng này là N1 ô Moto Ni Sita N2, thằng này là Ni Moto Dư Cự hoặc là Ni Moto Dư Tà N2, có cả thể rự lẫn thể tà. Thằng này cũng vậy, có cả thể rự là Ni Sơ và thể tà là Ni Sô Tà. Thế nhưng thằng này không có Moto Ni Sư Rự N2, chỉ có Ni Si Tà thôi. Đấy là cách khác nhau đầu tiên về cách kết hợp. Thứ hai về sắc thái mà nghĩa biểu đạt. Ví dụ với thằng Moto Niche, giả sử nó là A ô Moto Niche B thì nó mang sắc thái là lấy A làm nguyên liệu để tạo ra cái mới B. Đấy, đây là sắc thái mà cái thằng A nó thể hiện, cái thằng Moto Niche biểu hiện nhá. Đó là lấy A làm nguyên liệu để tạo ra cái mới B. Thằng một A ni Moto GT B ấy, là làm B theo quy chuẩn quy tắc đúng nhỉ? A. Còn thằng A ni Sotte B ấy, là làm B bắt chước theo trình tự giống hệt A. Chẳng hạn như mình cũng xét câu ví dụ này. Sejikawa kokumin no iko ni sotte shigoto shiteru, là cái chính trị gia kia ấy, đang làm công việc theo đúng như cái ý muốn, mong muốn, nguyện vọng của người dân. Thì khi dùng ni sotte này, nó thể hiện rằng người dân muốn như thế nào thì ông này ông làm đúng theo như vậy, không khác đi tí nào. Còn nếu là Sejikawa kokumin no iko ni motozuite shigoto shiteru thì có nghĩa là cái ông này ông lấy cái ý muốn của người dân, mong muốn người dân làm cái tiêu chuẩn để ông ấy làm việc, ông ấy bám vào đấy ông làm. Thế nhưng mà ông vẫn làm khác khác đi một chút, ông điều chỉnh, chứ không phải là ông cứ phải 100% là phải theo hoàn toàn cái Nisote nhá. Bởi vì là cái nghĩa là lấy A làm nguyên liệu để tạo ra cái mới B, nên là thằng gì nhỉ, thằng Motoni Shite này sẽ không hợp lý trong cái câu này. Đấy, cái ý chí của người dân này không không có thể không không coi được là nguyên liệu để làm cái hệ công việc này đúng không? Nó được coi là căn cứ, làm cơ chuẩn thì đúng hơn. Tiếp theo này, với sắc thái nghĩa ấy, là tạo ra cái mới từ nguyên liệu thì chỉ có Omotoni Motonishite được dùng. Ví dụ Hiragana to Katakana wa Kanji o Motoni tsukurareta mono da. Đấy, lấy một cái gì đó nhé, gia giảm chế biến đi một tí, nhưng mà phải là thông thường là cái mà mang tính chất hơi trừu tượng ấy đúng nhỉ, ví dụ như chữ viết ký hiệu vân vân ấy, chứ còn những cái ví dụ như là nấu ăn rồi thì gì đây nhỉ, rồi thì sản phẩm thực tế thì người ta không có dùng mô tô nhĩ như thế này. Câu này là gì đấy? Hiragana to katakana wa kanji o moto ni tsukurareta mono da, là hiragana và katakana ấy là được làm từ kanji, thì có thể dùng moto nishite được. Còn trường hợp này không thể dùng moto jite hay là nisote được nhá, lưu ý. Tiếp theo là trường hợp là đi dọc, đi ven thì chỉ có Nisote được dùng thôi, còn Moto Ni hay là Moto GT không có được. Ví dụ Kawa Nisote aruku to Okinahashi ga aru, là đi dọc theo con sông ấy thì sẽ có một cây cầu lớn đúng nhỉ, thì chỉ có mỗi Nisote là mang nghĩa là đi dọc theo thôi, còn Moto GT hay là Moto Nisote không có. Ngoài con sông thì có thể như một số cái khác như là con đường rồi thì gì nhỉ, rồi thì đường ray, đường tàu vân vân. Tiếp theo này, khi mà biểu thị ý căn cứ của hành động phán xét đúng nhỉ, lấy cái đằng trước làm căn cứ của hành động phán xét thì chỉ có Moto JT hoặc Nisote được dùng. Ví dụ Misene no inshu wa horitsu ni Moto JT kinshi sarete iru, tức là đây có chữ Misene là vị thành niên, là trẻ mà chưa đủ tuổi đúng nhỉ, inshu là uống rượu, ẩm tử nhá. Câu này có nghĩa là cái việc uống rượu của trẻ vị thành niên ấy là bị cấm đúng không nhỉ, thể bị động này, kinshi sarete bị cấm theo pháp luật, theo quy định của pháp luật. Đấy, thì cái việc gì đây, cái việc này bị cấm ấy, lấy cái pháp luật này sẽ là cái căn cứ đúng không, làm căn cứ. Tương tự chúng ta có thể dùng gì đây nhỉ, chúng ta có thể dùng câu này với lại nisote được. Thế nhưng bởi vì làm nhấn mạnh cái tính chất làm nguyên liệu, do vậy không thể lấy cái pháp luật này là nguyên liệu để làm cái đằng sau được, do vậy trường hợp này chúng ta không thể dùng moto nisote. Đấy, các bạn lưu ý. Tiếp theo này, khi hai vế trước sau, ví dụ như đây là AB ấy, các bạn thấy vế trước sau là đây là vế trước là A, vế sau là B nhé. Khi hai vế trước sau không có điểm chung thì chỉ có Moto Nishite hoặc là Moto Jite được dùng, còn Nisote không có được dùng. Ví dụ Daigakure
学んだ知識をもとに商売を始める。商売 đây là chữ thương với chữ mại, có nghĩa là buôn bán, kinh doanh. Tôi sẽ bắt đầu cái việc buôn bán, việc kinh doanh dựa trên những tri thức, những kiến thức đã học được ở đại học. Trường hợp này chúng ta vẫn có thể dùng moto ni. Cái này moto jite nhá, sửa lại một chút. Ni moto jite. Đấy. Có nghĩa là dựa trên cái kiến thức mà tôi đã học được ở đại học ấy, thì tôi sẽ gì đấy? Tôi sẽ bắt đầu cái việc gì đây nhỉ? Cái việc kinh doanh. Thì giả sử cùng là được đi, thì hai cái này khác nhau điểm nào? Hai cái này khác nhau ở chỗ ấy, đấy là lấy cái kiến thức này làm cái nguyên liệu đầu vào để làm, còn cái này là lấy cái này làm căn cứ, làm cái quy chuẩn. Nói thì thấy ai mai đúng nhỉ, nhưng mà đúng bản chất của nó là như vậy đấy. Thế nhưng mà trong trường này thì không thể được dùng là nisote được. Đây, cái này cũng sửa lại nhé. Nisote không được dùng. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì cái tri thức này nó không liên quan gì đến cái việc bắt đầu cái hành vi này ở phía sau. Đấy, do vậy chúng ta không có dùng được. Nó phải có cái sự liên quan giữa gì đây nhỉ? Giữa hai vế trước và vế sau cơ. Tiếp theo là về sắc thái, nghĩa sắc thái trang trọng. Thì cái thằng motoniste nó đã là mang tính chất tương đối trang trọng rồi. Đa số là các mẫu câu học ở N2, đúng nhỉ? N2 càng lên cao thì cái mức trang trọng càng cao. Nhưng mà kém nhất trong ba cấu trúc, cái thằng nimotojite là trang trọng, thế nhưng mà vẫn sau nisote, và nisote là trang trọng nhất. Đấy, đấy là cái bảng phân biệt như thế này. Các bạn nếu mà các bạn làm bài tập ấy, các bạn sẽ thấy là không có cái bài nào phân biệt giữa nimotojite với lại nisote cả, bởi vì là gần như là giống nhau. Cũng rất là ít motoniste và motojite, chỉ có bài tập phân biệt giữa motoniste với lại nisote thôi. Thì các bạn đọc kỹ cái phần giảng và các bạn làm bài tập nhá, thì các bạn có thể nhớ được. Đi thi thực ra sẽ không bao giờ gặp những bài toán phân biệt những mẫu câu gần giống nhau như thế này.